Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê Miền Tây. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái món ăn vặt rất là ngon và mình tận dụng từ cơm nguội ở nhà. Đó chính là món cơm nguội bọc trứng cút chiên xù kèm sốt nước mắm mỡ hành rất là thơm ngon luôn. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình. Rồi, đầu tiên mình sẽ có ở đây là một tô cơm nguội nha các bạn. Tô này thì tầm 3 chén cơm đầy á. Trứng cút thì mình sử dụng 10 trứng nha. Ở đây thì mình có 15 trứng. Một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu và 50g bột chiên xù nha các bạn. Và mình có thêm một ít hành lá nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi luộc cái phần trứng cút này cho nó chín nha. Mình cho vô đây một muỗng cà phê muối để khi mà mình luộc á, mình lột vỏ nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Rồi sau khi luộc chín thì mình sẽ vớt ra nha. Phần này thì mình chỉ việc lột cái vỏ nó ra là được nha các bạn. Tiếp theo thì phần hành lá mình sẽ đem cắt nhuyễn ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái tô cơm vô một cái tô bự hơn nha. Để mà mình dễ làm hơn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường, hạt nêm và mình cho tiêu vô. Tiếp theo thì mình sẽ cho hết cái phần hành vô. Hành thì các bạn ăn ít hay nhiều tùy thích mình nha. Sau đó thì mình sẽ nhồi bóp cái phần cơm này cho nó thấm đều gia vị hết nha các bạn. Mình trộn lên á. Mình trộn, mình nhồi như thế này cho nó thấm đều. Mình trộn đều lên là được. Ở đây thì mình muốn sử dụng là nguyên bản của cơm. Mình không thêm trứng nha. Rồi như vậy là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một ít cơm như thế này. Rồi cái mình tán ra cái mình bỏ cái phần trứng cút vô ở giữa. Đó mình cho vô ở giữa như thế này ha. Rồi mình cuộn lại. Giống như là mình làm chè cho nước vậy đó các bạn. Rồi sau đó các bạn bóp bóp do do cho nó tròn lại là được nha. Khi mà nó được tròn tròn rồi đó, cái mình lăn qua cái phần bột chiên xù là được nha. Tại vì cơm của mình nó cũng có cái độ kết dính đó. Đó, chỉ việc mình lăn qua lăn lại như vậy là nó sẽ dính lại nha. Rồi mình lấy cái tay mình bóp như thế này. Đó, cho nó bám đều hơn. Mình có thể lăn nhiều lần để cho nó bám đều hơn nha các bạn. Rồi, như vậy là được rồi đó. Trứng cút thì mình sử dụng 10 trứng nha các bạn. Thì mình sẽ làm ra được 10 phần. Tại vì mình luộc 15 trứng cho nhóc con mình nó ăn luôn á. Rồi cứ như thế thì mình làm cho hết phần còn lại nha. Đó các bạn thấy là mình chia ra những cái phần rất là vừa luôn. Y như là những cái viên chè cho nước á các bạn, tròn quay luôn. Bây giờ thì mình chỉ việc đem cái phần cơm này để mà mình chiên lên nha. Ở đây thì mình có cho dầu ăn vô cái chảo, các bạn cho hơi nhiều một tí nha. Dầu vừa nóng tới thôi thì mình sẽ cho những cái cơm nguội á, mình bọc nè. Đó, mình cho vô. Cái phần này thì mình chiên với lửa vừa nha các bạn. Cho nó vàng giòn đều ở bên ngoài hết là được. Đối với món ăn này thì không nhất thiết là mình sử dụng cơm nguội nha.
Mình có thể nấu cơm lên rồi mình làm cũng được các bạn. Món ăn này thì cũng giống như là một cái món ăn vặt vậy đó, rất là thơm ngon luôn. Đặc biệt thì các bé vô cùng thích cái món này các bạn. Trong khi chiên thì mình cũng chở đều bề như thế này cho cái phần cơm của mình nó được giòn. À, nó giòn đều hết các mặt luôn nha. Rồi, các bạn thấy là phần cơm mình đã chiên vàng giòn bên ngoài như thế này là được rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra luôn. Rồi mình cho vô cái rổ này để nó rõ cái phần dầu xuống nha các bạn. Đó, nó chỉ cần vàng vàng như thế này là được rồi. Các bạn đừng có chiên đến mà cái màu vàng sậm xuống luôn á thì ăn nó cũng không có được ngon đâu. Tiếp tục thì mình sẽ làm cái phần sốt nước mắm mỡ hành. Ở đây mình sử dụng tầm 30g hành, 2 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh lưng đường, 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt và thêm 1 muỗng canh tương ớt nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần gia vị vô một cái chén này nha các bạn. Cho hết tất cả vô đây. Tương ớt sẽ giúp cho cái phần sốt nó có một cái màu đẹp nha. Bây giờ mình sẽ cho vô đây là 3 muỗng canh nước lọc. Rồi mình quậy cái phần này lên. Đó, mình quậy cho nó đều đều là được. Ở đây thì mình có bắt lên bếp một cái nồi nha. Có cho vô một ít dầu ăn thôi các bạn. Rồi mình cho cái phần sốt vô. Cái mình đánh lên. Cho nó sôi, thật là sôi lên các bạn. Cái mình giảm lửa vừa lại nha. Các bạn nấu tầm chừng 2 phút thôi thì nó sẽ sánh kẹo lại. Và mình sẽ cho cái phần hành vô. Và bây giờ mình cũng đã tắt bếp rồi nha. Cho hành vô rồi mình tắt bếp liền luôn nha các bạn. Như vậy là xong cái phần sốt của mình rồi. Rồi bây giờ mình cho ra cái chén này luôn. Một cái mùi thơm rất là thơm luôn. Các bạn nào mà ăn cay nhiều á, mình có thể cho ớt thêm cũng được nha. Ớt trái á, các bạn bầm ra cho vô. Rồi bây giờ phần cơm mình đã cho ra dĩa rồi. À, bây giờ mình sẽ cho cái phần mỡ hành nước mắm lên nha. Chan lên ăn rất là ngon và thơm luôn các bạn. Đối với món này các bạn có thể ăn với lại tương ớt, tương cà hoặc là mayonnaise cũng được. Nhưng mà mình thấy là ăn với lại cái sốt này á, trời ơi là số 1 luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần sốt nước mắm mỡ hành này lên. Đó, mình cho lên như vậy đó các bạn. Thì nó sẽ thấm vô rất là ngon luôn. Thật sự thì món ăn này rất là ngon luôn, mình đảm bảo với các bạn thử làm một lần nha. Đó, cứ việc cho lên đều như vậy là xong rồi nè. Với một cách làm đơn giản thôi là mình đã có một cái món ngon giòn rụm rồi đó các bạn. Thì mình cũng có thể chấm kèm với lại tương cà nha, tương ớt nữa. Đó, cái này là tương cà nè các bạn. Cái món ăn này khi mà mình làm xong rồi các con của mình nó rất là thích luôn. Ăn một hơi một là muốn hết dĩa luôn á các bạn. Bên trong sẽ có trứng cút như thế này nè. Giòn bên ngoài và mềm bên trong. Video của mình thì đến đây cũng đã kết thúc. Tận dụng từ cơm nguội thì các bạn đã có một cái món ngon rồi. Các bé cũng rất là thích món này luôn. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.